Hi, welcome back to my channel, Stars Hero. Okay. Ok, pha từ game thứ hai. I see you. Thank you.
Let's go. Đấu tiếp để vượt qua những cửa tiếp theo. Mình sẽ chạy một đường. Wow. Đó, như thế, ok. Khu vực của lại mình sẽ chọn đây. Và tiến sâu tiếp vào bên trong. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ tư. Slenderia Asylum. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 mảnh giấy, 8 tờ giấy ở trong bệnh viện hoang này. Đây là một bệnh viện đã bỏ hoang khá lâu rồi. Thank you.
cứ như thế, khi các bạn đi hết rìa bên ngoài, các bạn sẽ vào đến rìa bên trong của bệnh viện này và tìm kiếm tiếp 3 tờ giấy còn lại. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này và thoát khỏi đây, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderia và bà Granny. Ok, rồi, tựa game tiếp theo, SCV. Let's go. Một Âu One và tiếp tục sẽ xuống Âu Chư, xuống tầng hầm thứ 3 vẫn chưa có một tiếng kêu gì. Tầng hầm thứ 4 cứ đi xuống thôi, vẫn chưa có tiếng kêu gì luôn. Tầng hầm thứ 6 7 thứ 8 thứ 9 đã có tiếng rồi, bắt đầu chuẩn bị có những tiếng kêu rất là khác lạ và rất là kinh hãi. Cho nên khi các bạn chơi từ game này thì các bạn sẽ phải cho nhỏ loa đi một tí, hoặc các bạn nào có cảm giác mạnh thì các bạn có thể bật loa lại to lên và chơi trong buổi đêm để tạo cho mình những cảm giác gọi là có cảm giác kinh sợ. Tầng thứ 13. Có tiếng kêu rồi, tiếng chuông điện thoại. Và tiếp tục, có thể tầng 25 cũng sẽ có một tiếng kêu lạ gì khác. Vẫn chưa thấy cái tiếng kêu gì, nhưng mà cảm giác bắt đầu rùng mình rồi. Oh my god, vừa có một bóng ma khá là kinh dị. Đó, cứ như thế các bạn sẽ xuống dưới và sẽ tìm thấy những cảm giác mạnh trong tựa game này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Không ủi được cái này ra. What's up? Oh my god, cái đó khá là cứng và chắc, đâm ra không ủi thế đâu.
khi của cái đấy ra thì các bạn có thể lấy được một chiếc nỏ. Và chiếc nỏ đó để các bạn sẽ phải bắn Granny và ta sẽ bị ngất trong vòng 1 phút hoặc cho đến 30 giây. Từ 30 giây đến 1 phút, ok. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 bức hình được gắn trong map bản đồ này. Bức hình đầu tiên, mình đang ở gần đây rồi. Đi đường vòng. Rồi tiến sâu vào đây nào. Đấy rồi, bức hình thứ hai ở bên hông tường. Chiu. Tiếp theo đó thì sẽ đi tiếp sang đường bên này xem có gì không. Oh my god. Oh my gosh. Wow. Ok, và tự kiếm tiếp theo Granny Chapter 1. Oh my gosh, wow.